Vâng, hello, xin chào tất cả anh em. Ao Bô Dự, Thanh Phường chủ là một samurai đi đường top và đi đường rừng rất là ok. Và hôm nay MVP Game sẽ cùng anh em chơi vị thức thần này. Và MVP Game sẽ chia sẻ mẹo chơi vị thức thần này và bảng ngọc và trang bị cho anh em. Thì MVP không hướng dẫn mà gọi là anh em chia sẻ thôi. Tại vì là sao? Nhiều con thì mỗi người có một kiểu cách chơi khác nhau. Và đây là MVP Game chia sẻ cách chơi của MVP Game nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ cầm vị thức thần này đi đường top anh em ơi. Thì vị thức thần này là một vị thức thần mà sát thương nó rất là đều. Nó có khả năng làm chậm này, hồi phục này. Đấy, và rất là cơ động anh em nhá. Thì vị thức thần này thì cũng bị giảm sức mạnh mấy lần rồi. Thì nhưng mà trong phiên bản này nó vẫn rất là mạnh nhá. Thì đầu tiên anh em nhìn vào cái bảng ngọc anh em ơi. Thì bảng ngọc cho thức thần này thì là đây là đồ thì mình sẽ hiện sau, còn đây là ngọc thì anh em có thể chụp ảnh lại tham khảo nhá. Và lắp ngọc, anh em muốn chơi pro vị thức thần nào anh em phải set được cái bảng ngọc chuẩn cho vị thức thần đấy, nếu không thì nó sẽ bị lệch và mình thì bị chết một mạng lúc đầu rồi anh em ơi. Nhưng mà mình sẽ không nói cho anh em đâu tại sao mình chết đâu. Thì những level 1 thì mình cầm thiêu đốt và mình hổ báo, mình chơi solo với tử và thanh niên tử đấy lại cầm hồi máu, thế là bị chết anh em ạ. Nên là xấu hổ lắm, không để cho anh em xem anh em ơi. Một pha solo của mình và tử anh em ơi. Rồi tốc biến lên, còn một chút máu nữa thôi. Vâng, Thanh Vương Chủ này là một vị thức thần. Khi mà anh em solo thì anh em có khả năng hồi máu và gây sát thương khi mà anh em dùng chiêu thứ 2 mà tạo ra dấu ấn 2 lần. Đấy, thì nó đánh thứ 3 hoặc là đánh dùng kỹ năng ấy thì nó sẽ nổ ấn đấy, gây sát thương nhiều hơn và hồi máu như mình vừa rồi đấy. Thì là một vị thức thần sát thương rất là đều anh em ạ. Thì nói về độ đẩy đường thì vị thức thần này cũng thuộc lại vị thức thần mà đẩy đường nhanh và rất là cơ động khi chúng ta lên hàng chiêu cuối, chúng ta lên dạng ma nhá. Thì với Thanh Vương Chủ này thì chúng ta có hai dạng khi ở chúng ta level 6, một là chúng ta chọn dạng Phật. Dạng Phật thì trâu hơn, lại có nhiều khống chế hơn. Dạng ma thì lại cơ động hơn nhưng mà không có nhiều khống chế. Đấy, thì tùy anh em thôi. Thì người ta thường bây giờ người ta đang chọn dạng ma nhiều hơn tại vì nó cơ động anh em ạ. Thì với khả năng cơ động này thì bắt AD và áp rất là tốt anh em ơi. Đấy, và khả năng hồi phục nữa, nên là với Thanh Phường Chủ thì không sợ khi mà chúng ta đi top solo đâu. Mặc dù tử là những trong những thức thần mà level đầu rất là ghê, nhưng mà thật sự thì với Thanh Phường Chủ thì cứ khả năng hồi phục rất là ghê. Nên là meta này thì Thanh Phường Chủ thì đường được là đi đường rừng anh em ạ. Rồi, vừa rồi giao tranh với tử thì mình đã ăn được tử rồi anh em ơi. Đồ thì anh em có thể tham khảo nha. Ngoài ra anh em có thể là lên sát thương trước cũng được, không lên cái chống lửa kích trước cũng được. Nhưng mà thật sự thì mình chia sẻ cách chơi của mình thì khuyên anh em nên lên cái chống, tại vì nó có khả năng là đốt này. Với lại là anh em sẽ có một chút là độ trâu bò hơn anh em ạ. Đấy, thì như thế này thì anh em chơi sẽ dễ hơn là anh em lên cái trống anh em ạ. Rồi, thì chúc anh em chơi vị thức thần này thật là nhiều ván win và lên nộ nhá. Thật sự thì rất là mạnh anh em ạ. Thì chả con nào, có con nào yếu cả đâu, bởi là do chúng ta chưa biết cách chơi vị thức thần đấy thôi. Đấy, thì hiện tại thì thứ 6 thì chuẩn bị là vị thức thần mới ra anh em ạ. Rồi, thì chúc anh em là chơi vị thức thần mới ra test thành công nhá. Vâng. dừng đối phương ganh liên tục, sợ thật từ nãy đến giờ anh em ạ. Nào, thích làm gì nào. Với khả năng hồn máu nên là không sợ trao đổi chiêu thức anh em ơi. Thì mình khi mà mình chơi vị thức thần này thì mình sẽ cộng mắc vào chiêu thứ hai đầu tiên nhá. Sau đó chiêu thứ nhất, chiêu vào chiêu cuối và chiêu 3 thì theo level anh em ơi. Rồi. Ai ạ, chiêu cuối ạ. Chiêu cuối này. Chạy hộ cái này, ba mạng rồi anh em ơi. Rồi tử lên đây. Tử làm gì? À, tử bật chiêu cuối thì trâu hồi máu rất là nhiều đấy anh em ơi. Nhưng mà mình thì có sợ gì đâu, mình thì cũng thuộc dạng này hồi máu rất là ghê anh em ơi. Thì với dạng
Phật này, Thanh Phương Chủ này dạng ma thì anh em cần phải có cái nộ ở dưới thì anh em dùng chiêu thức mới được anh em ạ. Đấy, thì nếu mà anh em mà lên đồ sát thương trước thì nó đẩy đường rất là chậm, nên là mình khuyên anh em nên là lên cái chống lửa đầu tiên anh em nhé. Như đồ của mình để ở dưới kia thì Phật này ấy, mình gọi là Phật nhá, thì cho nó quen, thật ra nó gọi là Thanh Phương Chủ Ao Bô Dự, thì nó giống là cũng là một ông Phật mà, thì là một vị thức thần ấy. Rất là cần thời gian hồi chiêu, nên là chúng ta những cái món sau dày thì mình ưu tiên là mình lên hai món hồi chiêu để cho vị thức thần này trao đổi chiêu thức tốt nhất có thể anh em nhá. Rồi sau khi mà xong xuôi đường tốt rồi thì mình bắt đầu ra ăn con này. Đấy, khi lên cái trống này thì chúng ta ăn những cái con quái này rất là nhanh anh em ạ. Con quái này có lợi thế là nó sẽ hồi máu theo phần trăm máu đã mất cho chúng ta, rất là hợp cho vị thực thần đi top trụ đường anh em ạ. Rồi thì Thanh Phương Chủ này ấy thì nó có một cái đặc điểm là pháp tướng, nếu sát thương của vị thực thần này trong 5 giây chịu phải đạt là 35% máu thì sẽ xóa bỏ hiệu ứng khống chế bản thân trong vòng 1 giây anh em ạ. Rồi kích hoạt này, hồi máu này, 362 máu. Tiếp theo là chiêu thứ nhất là Thiên Đình anh em, tụ khí anh em nha. Đấy, khi mà chúng ta tụ khí ấy, thì bản thân sẽ giảm 10% sát thương. Đấy, rất là ghê, và khi nó phát nổ thì cũng gây thêm sát thương nữa anh em nha. Rồi thì tụ khí này nó sẽ giúp cho cái chiêu thứ hai được nhiều sát thương hơn anh em ạ. Và chiêu thứ ba thì cũng sẽ là xa hơn khi chúng ta đầy khí tụ khí nha. Nó cần chiêu thức gọi là liên quan với nhau. Rồi, một pha solo giữa Tử và Phật thì Tử đã thua rồi anh em ạ. Thật sự luôn, anh em thích nhây với Phật thì Phật nó chấp luôn. Tại vì sao? Mình bảo rồi, Phật là một vị thức thần mà sát thương nó đều. Đấy, đẩy đường thì khi mà chúng ta lên chống lửa nó đẩy đẩy cũng rất là nhanh anh em ơi. Rồi, đấy, tụ khí thì sẽ giảm được sát thương anh em ạ. Nào, ganh này, vâng, lùi về tại vì có cò anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình bắt thanh niên kia. Đây rồi, đây rồi, chạy anh em. Nào, với độ trâu này thì chỉ sợ AD hoặc là áp đối phương mà đánh quá nhiều thôi. Chơi Thanh Phương Chủ này lên kiểu dạng này thì chúng ta không thể nào mà chơi kiểu như là hồ báo được, chúng ta phải lựa góc anh em ạ. Đấy, cao thủ thế giới người ta cũng chơi như thế thôi, cao thủ Trung Quốc người ta cũng chơi thế. Chú ý là anh em không phải tanh nên là cũng chú ý nha. Đấy, có thể là bắt AD áp rất là tốt anh em ạ. Rồi, đấy, vào và giao tranh và gọi là thì hết chiêu thức của đối phương rồi. Đây rồi, đây rồi, con AD này này. Úi giời, chú, ok, rồi. Và nếu mà cái chiêu thứ nhất ở phục ma tướng ấy thì nó sẽ duy trì hồi phục điểm ma ý nha, để dùng chiêu thức anh em nhé. Rồi tiếp theo là chiêu thứ hai là ma kết, anh em quăng gậy về hướng chỉ định gây sát thương và tạo một cái dấu ấn. Khi mà dấu ấn thứ ba mà anh em kích hoạt nổ được thì nó sẽ hồi máu cho anh em và gây thêm sát thương anh em nhé. Và khi mà ở dạng ma như thế này này thì nếu mà anh em lên dạng ma thì chiêu hai này nó sẽ tăng sát thương và tăng thời gian hồi chiêu hai nhiều hơn anh em nhé. Đấy, và nếu mà ở dạng Phật ấy thì cái chiêu hai này nó sẽ tạo luôn hai dấu ấn cho anh em, nó sẽ giúp anh em hồi máu nhiều hơn ở dạng Phật, nhưng mà dạng ma này nó sẽ đẩy đường nhanh hơn. Và tiếp theo là vô lượng, chiêu thứ ba thì anh em lướt về hướng chỉ định nhá. Đấy, nếu mà ở dạng Phật thì nó sẽ đẩy phi xa hơn. Đấy, còn nếu mà ở dạng phục ma tướng thì sẽ giảm thời gian hồi, đồng thời thì hiệu ứng đánh bay hất tung thành hiệu ứng đánh bay anh em ạ. Rồi, AD đối phương, thật sự thì AD đối phương thì cứ đợi này, đợi mình kích hoạt được cái dấu ấn. Rồi, thật sự là một samurai nhưng mà sát thương như sát thủ luôn anh em ạ. Đấy, rất là ghê luôn. Thì meta ở bên Trung người ta chơi rất là nhiều anh em nha. Rồi, đấy, chúng ta cố gắng là kích hoạt được mắc cái nộ này, sau đó anh em dùng chiêu 2 sát thương to lắm anh em ạ. Đấy, vừa rồi thì đã giết được hai người rất là dễ anh em ơi. Rồi, thì chiêu cuối thì anh em có thể là chọn dạng Phật hoặc là dạng ma. Thì trận này thì mình chọn dạng ma nhá. Nhìn màu đỏ nó ngầu. Đây là skin thức tỉnh của AO Bô Dự luôn anh em ơi. Rồi, combo của vị thức thần này, nếu mà anh em ở dạng ma thì anh em hãy cố gắng bật chiêu 1 đi. Khi nó mắc cái kia thì anh em bật lần nữa thì nó sẽ tăng tốc độ chạy cho anh em nhá. Đấy, và để tăng tốc thì anh em ấn một lần nữa nha. 1 1
sau đó đi 3 thì sẽ tăng tốc nhanh nhất có thể anh em ạ. Rồi, vòng qua đây thì bắt hai thanh niên này. Hai thanh niên này sống ảo này giúp ở trong đây này. Đấy, một này. Khi mà nó đầy thì anh em một phần nữa thì nó sẽ tăng tốc độ chạy, sau đó anh em dùng chiêu 3. Lướt lên. Thì nó lướt rất là xa anh em ạ. Đấy. Rồi, thì hiện tại thì team mình đánh không hay lắm, thì chỉ biết tụ vào ở giữa thôi, sau đó núp bụi thì không ăn thua mà. Chơi là phải biết đẩy đường anh em nhỉ. Đấy, thì biết mình là đẩy đường lính ở thế này thì có thể là rủ nhau ra ăn Oro hoặc là ăn bạch tuộc. Nhưng mà lại lượn lên trên không biết để làm gì nữa, di chuyển rất là thừa anh em ạ. Thật sự đánh một mình thì không phải người gọi là biết di chuyển ấy. Thật sự đánh trong ức chế lắm, không thể gánh được team. Một người không thể nào mà vừa gánh được đồng đội lại còn vừa bị đối phương đánh nữa, nên rất là khó. Nên là nếu mà team mà biết di chuyển hay thì khả năng nhẹ người hơn rất là nhiều. Đấy, mình chỉ gần gánh được khoảng độ thêm một người nữa thôi, một người chơi yếu còn được, nhưng mà cả team mà không biết di chuyển thì rất là khó anh em ạ. Rồi, ở đây một bắt AD đây này. Rồi, rồi ôi, chết rồi, nó có thiêu đốt này. Ngủ quá. Quá ngu anh em ạ, lao vào quá sâu. Đấy, nên con này thì lên keo kiểu này thì anh em cũng đừng nên hổ báo anh em nhá. Vừa rồi thì mình quá hổ báo. Rồi, cố gắng là sẽ phục thù anh em ạ. Đấy, mình kích vào Oro thì trước khi setup để ăn Oro thì anh em nên là đẩy đường cao lên anh em nhá. Đấy, thì chơi Phật này thì anh em bắt AD kiểu gì thì anh em cố gắng là tích đủ cái nội tại ở dưới kia nha. Sau đó thì anh em cố gắng là lao lên. Nào, nào làm gì? Mày ăn là quen mùi á, mày quen mùi á, quen mùi này con. Rồi, nào. Đây này, chết chưa này, má hồi sinh của con Momo. Mày, con Momo vẫn có mạng đây này. Mày này. Nào vào đây, mày quen mùi này. Ăn này con. Mày. Nào. Anh em lao vào đập con Yoko. Không được rồi, nó lướt về rồi. Ui dồi ôi, tìm hết máu một lượt rồi. Thôi lùi về anh em ơi. Đấy, Zukiya thì đẩy đường top lên. Sau đó thì ra mở ăn con Daruma để setup Anoro. Nhưng mà có vẻ không biết chơi anh em ạ. Thì trận này là mình đang leo danh anh em ơi. Rồi. Đấy, thì nhá, anh em cố gắng chơi dạng ma này. Bật chiêu 1 này, khi đầy nộ thì anh em kích hoạt lần nữa thì nó sẽ tăng tốc độ chạy. Sau đó lướt chiêu 3. Đấy. Khi bắt AD thì anh em cố gắng là quạt chiêu chiêu 2 nhá. Trong lúc đấy thì cũng cố gắng là thiền lên để mắc, để giúp cho anh em di chuyển trong giao tranh tốt hơn anh em ạ. Đấy, và khi mà đối phương ít máu ấy thì anh em hãy dùng cái chiêu cuối nhá. Khi ở dạng hàng ma ấy, thì chiêu cuối thì sẽ nhảy về hướng chỉ định nhá. Và sẽ bắt được các thanh niên là ít máu. Ít máu thì khi mà giết được đối phương ấy thì anh em sẽ được thế nào? Thì được hồi luôn cái chiêu cuối anh em ạ. Rồi. Mà nó lên cái đồ gọi là đẩy đường nhanh, khó bắt thế. Mà nào, chơi à? Kiểu như là nó kiểu như nó không sợ mình ấy. Rồi, rất là cơ động anh em ạ. Nào, đối phương lại di chuyển ra, đẩy đường rất là nhanh. Đấy. Nào, mày cứ oai đi. Tí nào vào tao bắt được thì. Rồi, tìm đâu rồi? Ra đây. Thôi chết rồi. À, chưa hồi được chiêu cuối. Đây rồi, tốc biến lên đập nó, có đập được không đây? Úi giời ơi. Con hạp có chiêu cuối nhưng mà cũng không biết quặp vào. Rồi, có chết không đây? Rồi, thanh niên Enela lao lên và bị đối phương giết rồi. Rồi, Yoko tốc biến lên và bị Enela giết rồi. Vậy là đối phương chết 3 mạng, thì bên mình chết 2 mạng. Rồi, thế tạm ổn anh em ạ. Nhưng mà team cứ thế nào ấy, kiểu như di chuyển ngáo ngáo lắm. Chơi với team mà di chuyển ngáo đánh một mình chán lắm. Đấy, cứ kiểu như là di chuyển rất là phí, mất thời gian ấy. Rồi, mình lại tiếp tục đẩy đường dưới anh em ạ. Thì chơi Phật mà lên kiểu này thì solo không sợ ai. Và chúng ta thì làm sao ạ? Chúng ta thì đẩy đường nhanh, đẩy đường gì? Nào, mày bắn cái gì đấy? Bắn cái gì đấy? Nào, mày. Đây rồi, con ơi, này, mày tưởng mày có lướt là mày oai này con. Ok, rồi, vậy là trả thù được rồi anh em ạ. Bỏ tức rồi anh em ơi. Rồi, ok. Ăn được cái trụ này thôi, rất là khỏe nhá. Đồ thì anh em hãy chụp ảnh lại anh em ơi.
nếu mà đối phương nhiều mà nhiều xạ thủ quá, anh em có thể thay bằng cái đồ kháng phép bằng là đồ tanh anh em nhá. Đấy, tùy từng trận thôi, thì bình thường mình chết như thế này anh em ạ. Rồi, đối phương thì bị ép quá ghê rồi, ham đánh nhau rồi. Rồi, đập luôn con Momo này đi đi. Rồi, ok, đối phương đầu hàng rồi. Rồi, vậy là video chơi vị thức thần AoBoJu của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye.